Đây rồi, tới rồi. Tới khu thủy cung rồi. Ngôi nhà có hình con rùa ở phía đằng xa kia kìa. Ngay trước mặt kìa. Hiện tại bạn Nguyễn Phương Nguyệt Quế đang ở đâu? Cô đồng di chuyển về lại khu vực công viên nước có mẹ Phương Hà đang chờ. Xin chân thành cảm ơn. Con rùa này bự quá ha. Rùa này được gọi là rùa biển và nhân gian mình hay gọi là con quả ba đó. Người ta xây thủy cung theo hình dạng con rùa. Thì nói đâu ở trong đó thì có tới 3 tầng lầu và tổng diện tích của nó từ là 15.000 mét vuông, rất là rộng lớn ha. Ở phía bên này là cái vòng xoay ha, đi lên đó thì có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi này luôn và có thể ngắm biển được nữa. Nếu đi buổi chiều thì nghe nói là có thể ngắm hoàng hôn được, rất là đẹp các bạn. Nhưng mà mình không có thời gian ha. Chắc đợi bữa nào đi cái này thử. Con rùa to quá. Đi ra. Mấy người này chắc đợi hết mưa mới đi về đây. Giờ mưa thấy càng ngày càng nặng hạt càng lớn á. Giờ thì mình đi vô bên trong ha. Ông này không biết sao chạy xe vô đây được cho ta. Tranh thủ đi vào bên trong sớm đi ra còn đi xe nhặt nước nữa các bạn. Khu này được gọi là cung điện Hải Vương. Wow, cái bãi cá rộng quá ha. Cái bãi cá mà giống như là đang đứng trước cái màn hình của rạp chiếu phim vậy. Nhìn đẹp quá. Đứng ở đây ngắm thôi ha. Giống như mình đang lặn dưới biển vậy. Cái tấm kiến ở cái hồ cá này ha thì nó có diện tích là 200 m², tức là chiều dài nó khoảng 25 m ha, và chiều cao thì nó khoảng 8 m và làm bằng nhựa acrylic ha, tức là loại nhựa dẻo chịu lực cao. Thường ta lấy hay là hồ bơi hồ cá loại lớn ha, bằng cái loại nhựa này nè.
có thể ngồi ngắm cá ha. Chiều nay thì do mình đi trễ nên là mình không có xem được tiết mục cho cá ăn các bạn. Nghe nói là tiết mục này rất là hay, rất là sống động, cá nó đớp mồi rất là đã. Mình cũng chưa xem tiết mục này nữa, chỉ nghe kể thôi. Nếu mọi người có đi Phú Quốc ha, đi vào khu thủy cung này thì nên canh giờ bây giờ cho cá ăn ha, để xem. Trên phim, trên TV thì chúng ta sẽ không có cảm nhận được nó như thế nào. Đứng ở đây nhìn cá nó qua, tuy là qua cái của tấm kiến các bạn, nhưng mà nó rất là sống động, rất là đã. Cái hồ cá này đúng là đứng ngắm hoài không thấy chán ha. Con cá này nó bơi qua bơi lại ha, nó rất là to đó. Mà cái con cá bóng đằng kia dài nhất cũng phải là một thước hai trở lên. Giờ thì mình sẽ đi một vòng thủy cung này ha, để coi được còn có cái gì để xem không. Cái hồ này nuôi sứa nè, nhìn
đẹp quá ha. Đây cũng là sứa nè, nhưng mà loại sứa khác ha. Sứa này nó không đẹp bằng sứa hồi nãy. Chỗ này toàn là sứa không ha. Ồ, bên đây có con sứa gì lạ quá ha. Nó giống như cục bông gòn nha. Những con sứa này ha, nhìn thấy nó rất bình thường, không có gì nguy hiểm ha. Nhưng mà nếu mà đi tắm biển mà lỡ mà đụng nó cái là nếu nhẹ thì có thể bị đỏ da nè, mà nặng thì có thể bị phồng rộp da luôn, giống như chúng ta bị phỏng vậy. Cá này ở Việt Nam mình gọi là cá ngân long hay là cá rồng vậy. Có một thời Sài Gòn cũng có phong trào nuôi cá ngân long này, và cá hoàng long, cá hoàng long mà cái vảy nó màu vàng, và cá huyết long như cái vảy nó màu đỏ. Phong trào những cá la hán. Bây giờ thì như là cũng lặng dịu bớt rồi. Thank you.
hồ này như là nuôi cá bạch tạng hả? Ở đây có cá sấu bạch tạng hả? Con cá trắng trắng này giống như cá tra, là cá hú vậy đó. Ở dưới này ghi là cá sấu quả tiễn bạch tạng, cá hô bạch tạng, rồi cá nàng hai bạch tạng, rồi con cá mập trắng hả? Con cá mà giống như cá tra là cá hú vậy đó, được gọi là cá mập trắng ha. Ở dưới đây ghi là cá chim bạch tạng, cá lao bể bạch tạng và cá phát tài. Wow, con hồ này nuôi cá bạch tạng ha. Cá này là hồ cá ở cái vùng Nam Mỹ ha. Mình thấy có cái kim tự tháp của người Inca đó. Hồ cá bên đây là cá vùng sông Mekong ha. Ở trong hồ thì họ làm cái mô hình cái gì đó đền Angkor Wat ở Campuchia.
cái con cá này nó bự gần bằng đứa trẻ luôn nè, đứa nhỏ ở đây nè. Wow, còn nhiều hồ cá quá ha. Cái này là mỗi hồ dừng lại một chút, biết chừng nào mới đi hết cái khu này. Bây giờ mình tìm đường đi ra cái hồ, ra cái con đường mà đi xuyên qua cái hồ lớn đó các bạn. Nghe nói trong đó có cá mập nữa. Hồ này có tôm hùm nè, mà sao có một con một ta. Hồ này là hồ cá mập nè, có mấy con, có 4 con vậy đó. Con nhỏ à, cái này được gọi là như cá mập mèo hay sao. Bây giờ mình đi qua cái khu mới ha, khu khác. Khu này lạnh ghê chứ, mà lạnh và đóng tuyết hay sao. Chắc khu cá nước à, khu này như chim cánh cụt được phải. Đúng rồi, trên đây có chim cánh cụt nè. Thank you.
lên đây xem có cái gì không. Wow, hôm nay chơi bơi nhanh ghê chứ hả? Wow, khúc ở dưới này thì nhìn thấy mấy con chim cánh cụt này bơi luôn nè, nhanh quá. Hồ bên đây thì mấy con chim thì nó đang nghỉ ngơi đó. Chắc sáng giờ bơi mệt rồi. Cái hồ ở bên đây cũng vậy ha. Cái bài chim cánh cụt này cũng đang ngủ hay sao á. Bây giờ mình đi qua một cái khu khác nữa. Bên đây nè, bên đây có cái hồ này nè. Và cái hồ cũng lớn chứ. Wow, bên đây mới là hồ cá mập nè các bạn. Cá mập đầu búa này. Cá này bự quá. Còn có những con cá mập khác đây nè, bơi sát dưới đáy hồ.
cá ở đây cũng bự ghê chứ ha. Đó, còn bơi ngang đứa nhỏ đó ha, cũng bự hơn đứa nhỏ luôn á. Rồi bây giờ mình tranh thủ đi qua khu khác ha, chứ ngồi ở cái hồ này mà ngắm cá cả buổi còn chưa đã nữa. Chỗ này là tới cái đường ống để xuyên qua cá hồn, lãnh địa cá mập. Yeah.
Ở cái thủy cung này thì mình thấy là còn thiếu một cái loại cá ha, đó là cá heo á. Mình thấy ở các cái thủy cung ở nước ngoài ha, thường thường người ta sẽ có một cái bể nuôi cá heo ha. Do cá heo là cái loài cá thông minh ha, nên thường thường người ta sẽ nuôi riêng ra chứ không có nuôi chung với những loài cá khác. Nãy giờ mình đi là mình cũng thấy cái hồ cá này nó cũng rộng dữ lắm rồi ha. Nhưng mà nghe nói trên thế giới cũng còn có những cái hồ cá còn rộng hơn vậy nữa. Ví dụ như ở Nhật ha, họ còn làm nuôi cả cái con cá mập voi nữa. Một con cá mập voi ha, loại nhỏ thì mình nghĩ nó cũng phải dài từ 6 đến 8 mét ha. Như vậy cần một cái hồ rất là lớn mới chứa nổi con cá đó.
giờ đi ra khỏi đường ống rồi. Không biết là con đường này dẫn đi ra đâu nữa đây. Khu này như là khu vui chơi cho em. Video của mình đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha.